đắc đạo thì con người có trở thành toàn năng được không ạ? À, một người đắc đạo thì một người có đủ khả năng toàn năng rồi. Bởi vì tự tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thần túc. Tứ thần túc thì cái năng lực toàn năng rồi. Thầy là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng là Đức Phật đã biết là sau khi Đức Phật nhập địa thì đời sống sẽ rất khổ. Nhưng tại sao Phật không nghĩ ra sẽ để lại một mỗi một vùng có một vị A La Hán để điều chế cho cái hành tinh của chúng ta không bị đau khổ như thế này? À, Đức Phật thấy duyên của chúng sanh chưa có đủ, trong cái thời Đức Phật nó còn bộ lạc. Cái sự di chuyển rất khó, từ nước này đến nước khác rất khó. Chỉ Đức Phật sinh ra tại quê hương Ấn Độ mà trong thành Đức Phật còn có đi mấy cái bộ lạc chứ đâu có xa lắm. Cái phương tiện di chuyển của cái hành tinh, cái quả địa cầu chúng ta còn minh mông, khó mà đi phụng. Cho nên vì vậy nó chỉ để lại cái giáo pháp cho còn lại cho chúng sanh, đó là may mắn, chứ còn và là truyền thừa để mà lợi ích cho chúng sanh thì không thể được. Thời đại đó thì không thể triển khai đi bằng ngựa, bằng trâu, không có xe gì, không có máy bay, máy vò gì hết, đi bộ là nhiều nhất. Cho nên chỉ để lại được cái giáo pháp đó là mà không có được nhiều như thầy đưa ra kinh sách này. À đúng rồi, kinh sách hồi đó con biết chỉ nói thôi. Nói chung là không có phổ biến được. Đức thầy vẫn có một chút lời nói Đức Phật để tôi đi kinh sách rất là nó tiện lợi hơn và con người nó không còn cái lạc hậu. Nó có những cái kiến thức sâu rộng và khoa học nó cũng cụ thể hơn. Đức thầy thì Đức Phật phản với bạn là vẫn nhìn mà chúng ta đang gặp. Đang thấy hết chứ? Thằng phải hết duyên này chỉ để biết thôi chứ không thể. À, cái duyên của chúng sanh biết rất rõ. Tại cái duyên của nó phải chịu vậy, không có làm sao. Vì những lực nhân quả công bằng. Công bằng, không có làm sao. Vậy thì con không hình dung được là bây giờ ở trong cái bàn không có hình người như này. Không, không có hình người gì hết. Mà chỉ là... Con chỉ nhớ có cái thành tạng là cái sự thôi. Không có một cái hình gì. Không có cái hình khác. Với nhau mà vẫn trao đổi được. Không, không có gì hết. Nhưng mà ấy mà ở trong đó đó, cái người mà có đủ tứ thần túc rồi đó, họ muốn gặp nhau thì họ sẽ tương ứng nhau, họ biết. Cũng không thấy người, không có gì đâu. Mình đừng có nghĩ như mình đâu. Mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ, bằng ý của mình. Còn kia người ta tiếp xúc bằng sự tương ứng. Nó bằng cái từ trường, chứ nó không có bằng cái con người. Nó khác lắm. Thế như thế thì sẽ không biết là chủ ở chỗ nào trong không gian. Có chỗ nào cũng có. Có tất cả. Có tất cả. Chỗ nào có thần thánh là chỗ đó có. Nên con lấy cái trí của con mà con hỏi cái chuyện mà của Phật thì không làm sao con hiểu đâu. Nhưng mà cũng để hiểu biết thì không có gì sẽ cứ đặt những câu hỏi và con cứ nghĩ tưởng là chắc có cái chỗ đó, chắc ông Phật là mấy ông Phật ngồi lấp ngóc cũng như là cũng như mình bây giờ vậy. Mấy con giàu tưởng tượng ghê. Coi Phật mà sấm sấm như mình. Vậy thì khi nhập định thì cái thời gian vào định là thời gian xuất định là đều do cái tứ thần túc đấy điều khiển. Mà không phải là do... À, cái nhập định đó là khi chúng ta còn thân chúng ta nhập định, chứ còn ở trong thanh thản an lạc vô sự là định rồi, chứ không còn thân, không còn nhập mà sức nữa. Cái chỗ đó là nó hoàn toàn là chỗ bất động. Nói là cái thiền là 3 phút, nhị thiền ví dụ 3 phút, còn cái tăng lên là 1 tiếng. Thì con mình nghĩ là cái thời gian đấy là do cái duyên anh đủ duyên để nhập vào đấy, thì cái thời gian đấy là giống nhau. Và đến lúc xuất định thì tự cái định đấy nó dừng lại ở đấy để mình xuất ra, chứ không phải là do thầy được, bây giờ thầy muốn tác ý thời gian thêm, có phải không? Không phải con, bởi vì khi mà có định thần túc rồi đó thì muốn nhập định nào mình nhập, mình muốn ở trong định đó bao lâu thì quyền của mình hết rồi. À. Còn nó không có, nó ở đây bây giờ cái quyền của con người đó rồi. Con người có đủ cái năng lực làm chủ rồi, muốn nhập định nào thì nó nhập. Con muốn nhập nhị thiền là nhập, nhưng mà khi vào niết bàn rồi thì không có nhập định nữa. Bởi vì khi còn cái thân này thì nó có nhập định nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền.
Nhưng mà không còn cái thân này vào Niết Bàn rồi thì nó không cần định đó nữa. Và khi vào Niết Bàn thì không bao giờ quay về vì con người. Nếu mình về con người thì phải tập tham sân si nữa. Và khi ra thì không có làm gì nữa. Không có làm gì. Nó hết rồi. Nó ra ngoài coi cái quy luật của nhân quả. Nhưng mà nó không phải là đi ra khỏi không gian này. Nó đang ở đây. Nó đang ở đây hiện tại mà khắp cùng. Nói thì thật ra thì mình nghĩ giống như thiền tâm. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Bởi vì cái trí của mấy con thì là làm sao mà hiểu nổi. Khó hiểu. Mấy con chỉ nghe nói mường tượng chứ mấy con chưa biết. Khi nào tu xong rồi biết. Tới đó rồi mới biết mùi vị. Thì nó khó lắm thôi. Con cũng dùng gặp thầy trao đổi thì vừa trước. Thì hôm thứ tư, đợt này con cũng có cách thì được. Thì mình chặt. Thì cái thần nghĩ là tức là do là mình rất tham quá. Tham thì pháp mình quá nên nó tự mình. Thì nó như vậy mình hôn chặt. Đúng vậy. Thì nếu mình nhớ con dừng lại và trong cái thời gian năm từ buổi chiều thì rất là tốt. Nhưng buổi tối thì bắt đầu độ 7:30 là bắt đầu con đi kinh hành. Đấy thì cái đi kinh hành để nó học ra rửa mặt thì nó lại tỉnh táo. Thế thầy là nếu chỉ ăn ngày một bữa là tấm tâm thiện pháp thì chết vài đâu? À, về khỏi trời. Về khỏi trời. Không biết khỏi trời đâu. Khỏi trời tức là 10 giờ. À, 10 cái thiện đó. Mình sẽ vào cái 10 cái trạng thái thiện đó. Thì còn trong cùng một thời gian. À, tất cả những cái điều đó phải giữ tâm thanh thản thì thầy nghe. Con kêu mà con không thanh thản thì không giao cảm được thầy thì thầy nghe gì hết. Con cứ sợ hãi thầy giao động. Thầy ở bên khi tâm con thanh thản. Ừ, không thanh thản. Thì lúc bây giờ mới nghe. Bởi vì nó tương ưng nó mới nghe được. Còn nó không tương ưng thì một người nó ở cái xứ nào nó không ở xứ này thì nó không giống nhau là sao nghe. Còn con ở trong cái xứ đó con kêu thì nghe chứ sao. Cũng như con ở trong cái tổ đường này con kêu thì thầy nghe. Mà giờ con không có chịu ở trong cái tổ đường này mà con đã ở đâu, cái nhà khác ở xa là sao kêu thì nghe. Cho nên cái nhà mà thanh thản an lạc vô sự là cái nhà chung của chư Phật. À, con sống được ở đó thì con gọi thì thầy nghe. Bởi vì thầy đang ở trong đó, rồi chư Phật cũng đang ở trong đó, con gọi thầy họ cũng nghe, chứ đâu phải vì riêng thầy nghe con. Cũng như bây giờ con gọi thầy mà những người ngồi trong cái nhà này chắc mấy người này cũng nghe hết rồi. Có đúng không? Tại vì họ ở trong cái nhà này. Cái đó là nó cụ thể, nó rõ ràng mà, nó đâu có cái gì mà mơ hồ đâu. Chung trong một nhà gọi thử nghe. Dù không muốn nghe cũng phải nghe. Không có làm sao nghe. Ghi cho chép cho nhiều mà không vào đó thì uổng quá à con. Vâng, đúng rồi. Coi như viết vào Phật Lát ạ. Coi như viết vào Phật Lát. Rồi. Ghi chép nhiều mà không ở đó thì uổng quá. Cho vào Phật Lát ạ.